hai cái miếng đất ở ngay đó mặt tiền. Nó không có bị che. Đó, rồi mình mới tính là mở cái cổng ra phía đó. Cái chùa mình hướng ra phía này hết. Thấy cái chỗ này nó chưa ngay giữa, cho nên nó muốn xích ra bên đây. Xích qua bên đây thì nó có cấn hai cái nhà, nó tới cái nhà mà lầu đó. Là nó đúng mới là đúng ngay giữa cái đất của mình. Nghĩ là giờ mà mua mấy căn nhà đó chắc là nhiều tiền lắm. Nên mới nói thôi giờ mình quay qua đây. Quay qua đây mà sau này nó lại đẹp, bởi vì cái đường nó rộng á. Mà phía mặt tiền mình nó không bị vướng ai. Đối diện thì cái chuyện đó đương nhiên, nhưng mà phía mình là không bị. Còn cái này bên phía bên mình nè, nay mai nó mọc nhà đầy lên cho mà coi. Sau này á, từ đó mình đi vô đây là nguyên cái khu từ đây ra nè, là làm bãi đổ xe đó. 2 hecta lận. Tha hồ đậu. Chùa mình bây giờ nó bế tắc cái vấn đề bãi đổ xe. Đường vô cũng bế tắc mà bãi đổ xe cũng không có. Thành ra thôi thầy nghĩ sau này mình mở cái chỗ này cho nó rộng rãi. Mà cái đường này là cái đường người ta đi vía bà nữa nè. Có thể người ta ghé vô đây được. Mà mình được cái may mắn là mua cái đất này là 2 mặt tiền. Sau này là chỗ này là thoải mái nè. Đường giao thông cũng không sợ là tắc. Mà bãi đổ xe đây 2 hecta thì thoải mái. Dạ. Đậu đây hả? Thầy có sự thật lên tàu lại. Của người ta hả? Của đất mình mà. Đất mình nhưng mà sư phụ có người ta trồng miếng. Sang năm chắc có thể họ còn trồng được một mùa nữa. Đất của mình tới đây. Sau này cái tượng của mình làm đây nè, cái chính điện làm ngay đó đó, giữa khúc đó đó. Nhìn ra về phía cái cổng đó. Đây, bắt đầu có ổi rồi đây. Mà cái này thì như ổi còn non nè. Mít đó của người ta, mít mình đây nè. Đây này, cái cây này, bây giờ cây này còn non. Cây này còn non, ăn không được đâu. Đằng này còn nhiều lắm đây nè. Đây, bên này cây này cũng chưa to bằng mấy trái kia. Này cũng còn non. Coi cái nào mà bẻ được thì bẻ. Còn non quá, đừng bẻ, ăn nổi. Đây, cây này nè. Ô cha, cây này mới quá. Hái mà không biết cái quả nào ăn được. Quả này ăn được không? Chưa vô tới ruột. Hư rồi. Trái này nè cũng hư rồi, thúi rồi nè đó. Trái này chắc cũng thúi rồi, thúi hết rồi. Đâu? Đây nè, đây trái nữa nè. Ở trong nè. Ngọt. 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 Ngọt.
Chị đứng miếng rồi. Ở ngọt lắm luôn nha bà con. Ngọt nha mọi người. Ở em có chú. Ở thiên nhiên rất là ngọt nha. Không thuốc luôn. Mà chú Hữu hái nữa là ngọt hơn nữa. Bạn cáo dữ quá. Thái thái còn cười dưới đây nè. Ở đây đây cũng nhiều mà. Đây được chưa ta? Đây đó. Hả? Không có giỏi chú Hữu ơi, không có giỏi. Biết rồi cái này ăn được chưa? Cứng ngắc à. Thôi tuần sau lên ăn tiếp đi. Tuần sau lên hái nữa. Có to kìa. Thấy chưa? Nè. Đây quả nè. Đâu? Ờ đúng rồi. Ồ. Nó chanh dở chanh. Hai quả này ăn được chưa? Dạ, hơi cứng á. Kia đằng kia coi có không? Đây đây kìa. Đây kìa. Ở chỗ bộ này không sợ mày ơi. Ở chỗ bộ này. Cái quàng là sống không rồi, cứ là chín đâu. Mà nó chín là nó thúi. Có chừng. Đây nè, quá trời nè. Trái này thì thử coi. Nhưng mà coi chừng nó bị rồi á. Nó mềm là nó bị hư. Ừ. Ở đây cái này nó sưng. Cái này mềm rồi nè. Cái này lên đó. Mềm. Mình là để hỏi bạn nào nha. Cái này mềm rồi nè. Thế mà nó mềm là nó hư rồi. Đi trước người ta hái mấy quả to rồi. Chăng chú Hữu kêu chú Nhật đi thôi, mình đi trước đi. Để mình đi trước thôi, có trái cây hái. Đi được sau không có đâu. Được sau không biết lên lên vô chỗ lên đứng không á. Bỏ bỏ mũi. Hả? Mình nó luôn. Hai cẩn thận đạp đậu. Có trái cho mũi hái đi, hai trái cho mũi hái đi. Ồ đây nè, đây nè. Có quả nè. Mít chín chưa? Sư phụ phan hai trái ổi sâu hết hai trái luôn vô. Ờ, thế mà nó chín là nó sâu hết. Đây nè. Cây này cũng nhiều nè. Cái bên này ngọt. Chú phụ ơi, hai trái đó ngon quá kìa. Thế mà cái quả nào mà ngon là bị rồi. Nè. Hai quả ngon ghê không mà quả này mềm thúi rồi. Thử coi. Thúi hết rồi. Trái ngay đây sư phụ, còn có trái này còn sư phụ. Này được. Cái trái nào thúi đi. Cái thằng lông hai trái này mà có. Trong mắt chúng nó nặng rồi. Em nặng quá, bé không nổi đâu. Nặng quá, không nổi. Thôi mọi người ăn ở ngoài nó không hư bằng trong ruột. Nè mà trái nặng. Đúng rồi, giống như mình ăn mí mí á thì được, mà vô cái ruột á là. Tôi buộc có hoa ổi luôn. Mang cúc thật gió mà. Hoa ổi. Nặng quá. Thử coi nó chín không, cái này gần chín rồi nè. Cái này mà đem về chùa mấy hôm là chín á. Dạ. Đúng không? Đấy. Hả? Hái giờ không biết ai bê được. Cái quả này cũng là cái quả này cũng gần chín rồi nè. Ồ. Hư mé rồi, không hái được. Trái này đem về chùa đi. Vặn đi. Ai? Lấy vô vặn. Vặn. Đó. Nặng lắm à. Để cho thanh niên bê đi. Quá trời kìa. Dạ, ở trong đây đó sư phụ, ngay tại sư phụ kìa. Cái đấy ngay tại sư phụ kìa. Đó. Đó. À đây nè. Đây nè.
bốn cái bên kia, mấy cái bên kia. Hai cái bự. Nè đứa cháy vô cổng. Có chân quả thúi hết rồi. Chín rồi. Chín là nó thúi rồi. Nguyên nguyên một bọc vô hư. Đây bây giờ thấy ra cóc nè, cóc kìa, quả trời. Ồ nè, đây nè, cóc là tha hồ. Đâu? Đây có cái gì đựng không? Bỏ ổ vô một dọn chỗ đi rồi lấy cái đúng rồi, đúng rồi. Cái này mình chặt nhánh đem vô sư phụ. Đây đây, cóc nè. Cái này bây giờ hái hết luôn phải không? Dạ. Hái quả nhỏ tao nó ăn mới ngon phải không? Nó bự thì ép nước uống. Nó còn hột, còn cái quả nhỏ ăn có hột nó ngọt ngọt. Hái về ra căng tin lấy hũ muối mắm ruốc vô chấm. Chụp lớp. Trèo lên cạnh thấy ngon lắm. Còn quả nhỏ nó ăn có hột nó ngọt ngọt. Hái về ra căng tin lấy hũ muối mắm ruốc vô chấm. Chụp lớp. Trèo lên cạnh thấy ngon. Nó chua. Từ cái nhánh này mà kéo nhánh này xuống được. Đây, chỗ này đứng đây, chụp nè. Lâu. Chụp nhiều nè. Chưa ra, mỗi người một tay một chân này. Tao chân nào vô nè. Bằng xuống, không bằng xuống gần đó. Đừng có bỏ tay đúng coi. Đó, chụp đi. Bà đứng cách. Thấy tôi chưa? Bà cút bà hái lá không vậy? Bỏ lá ra cho mới thấy cái chứ. Còn trên cao quá kìa. Mới đó mà đầy rổ rồi nè. Giờ có ai mà chạy vô. Cái này nó giòn lắm. Cái này giòn lắm. Quăng xuống từ từ á. Ôi cút ngon ngon. Ba quăng từ từ xuống vậy nè. Hết chỗ đứng rồi. Giờ có ai chịu khó chạy thẳng vô đây là lấy con lên là. Để con vô. Đúng rồi, vô lấy thêm cái đồ đi. Chứ cái này nhiều lắm á, cái này mà hái hết cái cây này là quá trời khóc luôn nè. Con rút kinh nghiệm cái đợt đi tà đùng đi tới mình ra không còn một cái gì để thấy hết chứ. Leo không? Leo được không? Giờ mình có chừa nhóm sao? Chị nhóm leo được nè. Nhỏ con leo được. Leo mà cóc sợ nó gãy, nó giòn lắm á. Cóc nó gãy lắm. Cóc nó giòn lắm. Dễ gãy. Cái này bây giờ cậu coi như. Ủa đâu? Có cái hũ ở trong kia kìa, trong cái lỡ kìa. Hai hết chứ để anh chị ta. Yếu. À xuống đi em ẩm lên nè. Thôi. Em cầm chặt lên đi. Hai. Cái này.
Múc ban. Múc ban. Bây giờ còn cái này sao ta, sao hả? Ngon quá trời. Kéo gãy à, kéo gãy à. Cái cây nữa giòn. Nó chua. Cái này. Nó chín kìa bà con. Con ở nhà là con leo rồi đó. Leo được nhưng mà cái cây cóc nó gãy hết trời kìa. Dạ, chịu xuống. Hết chỗ để rồi. Dạ. Để đem cái bịch ra đó hai kiếp. Không chụp ở xuống được. À đúng rồi. Cô Hà. Mít ở đây cũng còn đây nè. Có một cây đó thôi đó mà quá trời trái chưa. Cái cây bên kia cũng có kìa nhưng mà nó nhỏ. Bên kia chắc hình như nó hết rồi sao, cái nhỏ. Bữa nào lên chỗ thầy trồng nó kêu thầy vài cây cóc vậy này, lâu lâu cái Phật tử người ta đến người ta hái ăn nó cũng vui. Chụp vui hả? Chụp gì chợ, quay cái đó nó ngược. Ai gần cái mặt to nhất. Này nó nhánh trên nữa chứ. Quá trời nè. Trời ơi, sao lụm mấy cái vỏ luôn kìa. Cái này cây cũng đủ. Thôi hả? Thôi hả? Dạ. Rồi, nhiều lắm rồi. Thôi vậy đi. Để về. Ồ. Nó vàng tươi. Đây là con mít ăn rồi. Thơm chứ. Dạ. Thơm á. Bọc. Vừa chín tới luôn nè. Thơm ghê, vừa đục cùi luôn. Hay quá. Cái quả trên kia coi. Chưa hả? Nhưng mà mít này cũng gần chín hết này. Đúng rồi, già rồi, nở gai rồi. Cái này hái chừng vài hôm là nó chín à. Thế hả? Mới đụng rớt hả? Vậy là nó muốn hư rồi. Đó, cứ đem vô đi. Mấy cái quả này hình như nó già hết rồi. Có không? Kiếm coi. Không lo trả nó chưa đâu. Nó mới nở ra. Rồi thôi đang ăn thỏi, cứ đi vô đi. Bỏ lại là không ai, chiều nay không ai được ăn hết luôn. Giờ là sáng quá quên chỉnh. Đương nhiên thật quá. Góc mặt con à. Thơm báo tôi nha. Thơm rồi, thơm rồi nè. Thúi không? Cái này ngon lắm nha. Chín nè hả? Dạ. Ồ. Khi nào nổi thì để pha đâu rồi ta? Tôi ơi.
Khi có hồi phải chơi bà còng lưng luôn, Hiếu ơi. Hai người đấy chị gì đó kìa. Nhìn nghe tướng gì Hiếu ghiêng mít nè. Xong phim. Vô. Thì cái đó thì lên bên trời. Dương quá mà. Dương quá cái một tay gì. Cái này dương quá nếu mà cậu cô Long thì đi. Cô Long. Sao chứ mấy khúc này về về. Đến rồi mẹ rồi. Coi lòng măng đi. Có ai lòng măng không? Mưa đã. Vi phạm pháp luật luôn. Dạ. Cái xanh xanh vậy chứ ăn ngon hơn á. Ừ, một cái bẻ luôn hết đi. Dạ. Ở lì 13 năm. 13 năm. đang vlog lên. Đức Phật dạy là chỗ nào mà có pháp có ăn là mình ở được, còn con này vừa có tiền đó chứ hổ. Trời ơi ông Như ông hái rễ nguyên nhánh người ta luôn. Lỡ tay. Chú tưởng nói chú tưởng bị mù màu. Gì? Chú tưởng bị mù màu á, chú phụ bởi mấy cái màu. Không là con biết được màu á, mấy cái màu giống giống nhau nên tôi không biết màu. Mà giờ có cái kính kính màu mà kính đeo vô thấy màu sắc luôn. Màu màu là đi thi bằng lái xe không có. Đi bằng lái rồi nó cái ẩn mờ số ở trong cái thì đó thì bằng lái là mình mua luôn. À cắt tới đâu rồi để câu luôn. Để cho nó tiện đỡ phải phải qua giai đoạn đó. Sư phụ không có cái hoa xin tím, sư phụ hát bữa nay có cây tắc, sư phụ hát bài gì sư phụ? Không biết hát bài gì nữa. Hát bài nào mà nó có chua chua sư phụ? Sư phụ làm hơi về cái tắc. Ngày nhớ rồi vô chạy đường, sư phụ thầy nhắc trái. Chanh này chắc chưa chín. Đó, nó kêu cũng được một thố rồi đó. Nhưng mà thấy nhà. Đây quý vị ơi. Nhưng mà ăn tắc là phải chua chứ đúng không? Không, mà khi mà ăn cái thần kỳ đó vô là ăn tất cả những cái gì anh, mà xua là chua là thành ngọt hết. Tôi nãy tôi có góc quay cũng như đẹp lắm. Góc quay mà nó ăn cái mỏ nó già thòn vậy nè. Đầu bự vậy quá vậy nè. Cái này nước uống chua luôn. Sao mà hết gì mà người ta quá à? Két. Ủa mà gì cái để đó đưa đó lên liền. Đâu sư phụ chỉ coi hình phụ thôi. Người đục dễ đầu chị xuống. Gì la gì ra trận. Đã hất xấu rồi mà còn quay xấu nữa. Hái đi Như đã hái. Nè sau đây chúng ta sẽ đến tiết mục cọc đu đủ. Không đại ngang đấy ạ. Đứng đây mày nhớ. Chân gớm đầu tôi á. Đứng đây nó kìa. Chín lắm rồi đó. Ông lấy cái ở dưới cùng ông đẩy ra. Rồi, chúng ta đã thành công. Nè. Ai nè. Ông trời. Tôi không muốn dính mũ cộng dính. Trời ơi, cái này cũng được. Nè, chú Tâm kìa chứ. Này nhớ. Đây có quả chín nè. Ở cái này nó rớt rồi. vậy là hy vọng rồi đó. Đúng rồi. Đó, con cũng khen nè. Một bịch ốc. Đây là thu hoạch lên xe.
đứng chào le lưỡi luôn. Đang cho mấy cô đi kêu cơm đó. À cái mít hả? À. Thôi có chút xíu rồi. Ở cái này nó không, qua này nó không thấy xa lắm. Thank you.
Xe cho nhiêu chạy hết nhiêu. Không có xe cho nhiêu chạy hết nhiêu. Mình đâu có chạy ngoài hết cái hết số hả? Thôi đừng đừng gây áp lực cho thầy Hồng nữa. Thế thì có mang theo gì không? Hả? Đi có mang theo gì không? Không có mang gì hết. Không mang theo tiền nộp phạt. Thường có ai mà phạt. Có mấy ông cả con hút cao su. Đời trước giờ chưa đi ít đi xe máy đâu có đội mũ bảo hiểm. Chào nha.